Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục dẫn các bạn đi chơi Chicago. Và lần này thì mình sẽ dẫn các bạn đi ăn một món ăn đặc sản. Mà theo mình á, thì cái đặc sản này nó ngon hơn cái món hot dog rất là nhiều. Đó chính là món Deep Dish Pizza. Và nhà hàng hôm nay chúng ta sẽ ăn món này chính là nhà hàng Luminati's. Là một trong những nhà hàng bán cái món pizza đế dày nổi tiếng nhất ở thành phố Chicago. Các bạn cùng theo mình đi vào bên trong để xem thử ở bên trong như thế nào. Và cái món này nó ăn có ngon hay không nhé. Hiện giờ thì rất là sớm, chỉ mới có 10:40 thôi. Và nhà hàng chỉ mới mở cửa có 10 phút, các bạn thấy rất là vắng. Và không có cần phải chờ lâu, vừa vào là có bàn ngay luôn. Các bạn nên đi sớm, còn nếu không thì các bạn phải chờ rất là lâu nha. Vì đang trong thời Covid cho nên là họ sẽ không có menu giấy, mình phải đào trên phone xuống để coi. Like of course the meat, what I mean, so for the ingredient, are we picking like anything or? Yeah, whatever you like, yeah. Okay. Whatever you like. And then just whatever size. So know. What is the additional cost for customizing or is this the customized cost? So that tells you like the topping. For each topping, we add it together. Pizza. Okay, yeah. Got it. Yeah. So I guess we just go with the medium manati. Yeah, and can we add like pepperoni? Yeah. Sure. Yeah. So basically, it's a pepperoni and a sausage. Very good. And that was a deep dish medium? Yeah, that's a deep dish. How many slices in the medium? So the medium, you get a round pan that'll give you 6 slices. Okay, cool. The large is 8. Yeah, just medium should be 5. Right? Okay. Thì để mà giúp Đông này thì mình có mời một cái chuyên gia về pizza. Đây là anh Phong. Anh Phong là chuyên viên cho từ pizza Domino của Mỹ. Thì anh Phong có thể chia sẻ cách làm một cái pizza Domino như thế nào để quý khán giả coi biết không ạ? Thì hôm nay em thấy, thì Phong thấy là mọi nãy mọi người có một gọi món là Deep Dish. Thì Deep Dish nghĩa là gì? Là người ta sẽ có một cái pan rất là dày. Và sau đó người ta sẽ đặt đô lên đó. Và trước khi đặt đô người ta sẽ bỏ olive oil rồi. Và đặt đô lên người ta sẽ sprinkle some oil, và cái thứ gọi là oregano. Hay một chút dầu nữa thì có thể người ta dùng một chút dầu ý gì đó không? Ý gì đó. Nó sẽ một bột tomato sauce lên và sau đó sẽ chút cheese, sausage và pepperoni và đó thêm cả cheese nữa. Và có nhiều nhà là pizza Ý người ta chơi, người ta quẩy cho thêm parmesan cheese. Quẩy. Nhưng mà không biết cái này có không? Nói vậy thôi. Ghê ghê ghê, thấy chưa đó, dữ. Bên Ý rất thích ăn cái món này nha. Calamari. Như thiêu gì ở địa bên Như. Đây là món calamari ăn với lại tương giống như cái chớp mà tương cà chua của Ý. Đó. Mời mọi người. Sao ăn thử chứ con ngon không? Đúng rồi. Giòn hả? Giòn quá giờ. Sao giòn mà gắm một cái bột nó bay mất tiêu luôn vậy? Có sốt gì vậy con? Sốt cà chua giống như cái sốt đó. Không, sốt này để làm pizza á mà. Một công đôi chuyện á. Giống cái chớp thôi hả? Chán giờ. Có thêm rau củ. Có thêm rau củ hả? Nó là cà chua mà nguyên cục á. Ý là tưởng là cái chấm là cái như nó xay không dám để đầu mình, ý là đẹp nhưng mà không dám để đầu mình. Để cho anh chắc là bắt lên chứ hả? Thì cũng tính bắt mà bắt mình thì sợ bắt hết luôn. Bắt hết lên. Nó hơi nhìn rõ đẹp. Có gì sót không? Có gì sót? Thấy cũng ngon mà. Ủa nó bể hết rồi. Thấy cũng ngon. Nhìn rất là ngon. Chết rồi Quỳnh là không ăn hả? Dạ có. Cảm ơn Quỳnh. This is soda refill. Yeah. You guys both tongues are cool? Yes, perfect. Ah, bự luôn. Oh, I have one. I prefer that. That's just me. We're just watching. Yeah. We're going to see how much it is. Sure. Oh, no. Go ahead. It's like, when you serve it, yeah. Yeah. So this is a medium. Yeah. One medium left. Okay. Để gấp cho mình là mọi người một dĩa nha. Cái chi nó xỉu. Yeah, we're not. Yeah. Một miếng này là bằng 3 miếng kia, miếng pizza bình thường đó. Nhìn vậy thôi chứ toàn chi không mà, chứ bột nó không nhiều. Bột này nó bằng, chi nó nhiều. Lady first, lady first. Ta sẽ có dĩa riêng cho mình nha. Quá trời luôn. Như một cái bánh sinh nhật luôn. Như một cái bánh sinh nhật luôn ha. Chỉ thiếu nến thôi à. Cái gấm nến thôi nè. Thôi được. Thì dùng bao nhiêu em đi á. Quá
trời luôn, quá trời luôn, ngập cái mặt luôn á. Rồi thêm còn hai cánh gà nữa nha, hai cánh gà thôi chắc to go quá hả, quá trời luôn. Mà chỗ này hình như chi nó cũng không có nhiều bằng mấy cái chỗ khác ha. Ở đây nè, cái chỗ khác là chi nó kéo cái sợi là nhiều lắm. Rồi còn ba miếng nhìn vậy thôi chứ cũng không bự mà. Cà chua nhiều lắm, đây là cà chua nó bỏ nguyên miếng luôn nè. Thank you. Ở trong này là có pepperoni với lại sausage nè, với lại một số cái loại rau củ gì đó nó trộn lại với nhau đó, lớp trên cùng là lớp chi với lại nước cà chua nè, cái đế dày lắm nè. Cái sausage của nó là nguyên một cái miếng bự luôn, nhưng mà là mấy cái mà nhỏ nhỏ như mấy cái như là mấy cái sausage mà pizza Mỹ nha, ngon á. Pizza phải ăn bằng nĩa luôn chứ còn bự quá cũng ngon á, dầu nhiều quá trời luôn. Cái crust nó cứng lắm. Nhiều lắm á, ăn ngon nha, ăn ngon hơn cái hot dog với lại cái bánh gì hôm qua nha. Ủa tiêu đâu có ra. À giờ rắc thêm chi, parmesan cheese. Ừ, cho nó có thêm hay ra kiểu người ta cho gì vàng giỏi vô thôi. Đó. Em ăn một lớp đúng không? Em bỏ rồi. Đấy là ăn mà cũng không bị ngán á, ăn cũng ok, đấy là nó không bị ngán kiểu ăn pizza thôi. Nó bị già mà ăn như là steak luôn ha, phải dùng nĩa, dùng dao này kia. Nó như là đang cắt steak luôn, không khác gì hết. Nói chung là medium rare nha mọi người. Medium rare nha, nó còn rất là đỏ ha, còn rất là đỏ. Rất là tuyệt vời luôn ha, đế giòn ha, đế giòn thịt mềm nha. Đế thì giòn thịt là mềm, chi thì rất là nhiều nữa. Chi rất là nhiều. Rất là juicy nha. Rất là juicy luôn, juicy chảy luôn, mà cái này juicy dầu. Chứ không phải là nước. Nước gì mà dầu, dùng rất là nhiều dầu. Và tụi mình rất là no rồi. Và bữa ăn hôm nay là hết $80 cho 3 món, rất là chất lượng. Và bây giờ thì cũng là giờ trưa rồi, cho nên là hiện tại bây giờ nhà hàng rất là đông và kín bàn. Nếu mà bạn tới đây vào những cái giờ trưa thì các bạn sẽ phải ngồi chờ giống như những cái thực khách ở đây. Và cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Mình sẽ tiếp tục đi chơi Chicago và chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn nhé.